thứ hôm nay, tác hại của việc vứt rác trôi sông. Như đã phản ánh, vào thời điểm này, những ngày cuối tháng 5, sau những trận mưa lớn, dòng sông Kênh Sáng Sẹm Rô trở nên vô cùng xấu xí với cảnh tượng một lượng rác thải đã và đang trôi bồng bềnh trên sông. Đây là những loại rác thải vô cơ, không thể tái sử dụng hoặc tái chế. Cụ thể, chúng ta có thể nhận thấy những hộp xốp và túi ni lông đã qua sử dụng đang trôi nổi trên mặt nước. Với những loại rác thải này, chỉ có cách chôn hoặc đốt mới xử lý được. Với một lượng rác thải trôi bồng bềnh trên sông, theo con nước tụ lại thành từng mảng lớn đã vô tình gây trở ngại cho các phương tiện lưu thông đường thủy. Cụ thể là khi đi qua những khu vực đầy rác như thế này, bà con đã phải cẩn trọng giảm tốc độ, nâng chân vịt lên mặt nước để tránh tình trạng bọc ni lông vướng chân vịt tắt máy ngay giữa dòng sông. Và đây là những hình ảnh rõ nét nhất mà miệt thứ 11 đã ghi lại được trong sáng ngày hôm nay, 26 tháng 5 năm 2021, đoạn trước Ủy ban Nhân dân thị trấn 11 huyện An Bình.